tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách là một trong những đặc trưng cơ bản của phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Vâng, phát huy tinh thần ấy, các cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn xe tăng 201 thuộc binh chủng tăng thiết giáp đã nỗ lực sáng tạo đột phá trong kỹ thuật và huấn luyện, tạo nên những kíp xe tăng giỏi. Đây là thiết bị bộ bia ẩn hiện, vận động, điều khiển từ xa. Một sáng kiến kỹ thuật của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn xe tăng 201 thay cho bộ bia truyền thống, vận hành khó khăn với chi phí tốn kém gấp nhiều lần. Thì đối với các cái bộ bia cũ thì chúng tôi sử dụng rất là nhiều công. Thế tuy nhiên nếu như sử dụng bộ bia này thì chỉ cần mất 2 người làm nhiệm vụ triển khai. Ngoài việc sử dụng bằng đường ray thì có thể chạy trên các cái nền đất cứng, nền bê tông. Điều khiển xe tăng băng qua các địa hình khó đòi hỏi kỹ năng lái xe tăng điêu luyện, đặc biệt với những trang thiết bị thế hệ mới có nhiều tính năng, kỹ chiến thuật tiên tiến. Đây là chiếc xe tăng T90S, một trong những chiếc xe tăng hiện đại bậc nhất trên thế giới hiện nay. Và để có thể làm chủ được trang thiết bị vũ khí này, thì các cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn xe tăng 201 đã phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt, trong đó có bước huấn luyện trên thiết bị mô phỏng. Hệ thống mô phỏng được khai thác sử dụng bao gồm máy tính xử lý dữ liệu cùng hai khoang mô phỏng buồng lái và khoang chiến đấu của xe tăng. Tất cả các tình huống trên thực tế đều được xây dựng thành bài tập trên hệ thống này. Khi đi vào địa hình khó khăn, gồ ghề thì ở thiết bị mô phỏng này cũng mô tả lại đúng những cái rung lắc tương đồng với lại ở trên xe thật, giúp người học có thể thực hành chính xác hơn. Với những sáng tạo đổi mới trong công tác kỹ thuật, huấn luyện, những cán bộ chiến sĩ binh chủng tăng thiết giáp khi tham gia hội thao quân sự quốc tế Army Games những năm qua đã đạt nhiều thành tích xuất sắc, khẳng định tinh thần và ý chí Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Binh chủng tăng thiết giáp là binh chủng chiến đấu bằng binh khí kỹ thuật. Chúng tôi rất coi trọng việc nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ và coi đó là chìa khóa quyết định để nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng tăng thiết giáp cùng với toàn quân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa.